Giáo lý chọn lọc, kiểm điểm bản thân mỗi ngày. Cuộc bế quan này dạy tôi nhiều điều, là tôi càng lên cao, tôi càng bị tấn công dữ dội hơn từ ma vương, lực lượng phủ định. Tôi đã nói với quý vị rồi, thật khôi hài, tôi không hiểu tại sao. Vẫn còn quá nhiều ngã chấp sau bao nhiêu năm nay. Nếu quý vị nghĩ mình vẫn còn có rất nhiều ngã chấp, làm ơn cắt bỏ đi, còn không quý vị sẽ không đi đến đâu cả. Bất kể tôi mang xuống bao nhiêu lực lượng cho quý vị cũng không chạm vào được. Đó là vì quá nhiều ngã chấp. Cho nên quý vị phải lo sao cho ngã chấp của mình biến mất. Nếu không, quý vị không đi đến đâu cả trong thế giới tâm linh. Quý vị không lên cao được và tiếp tục làm nô lệ cho ma vương và nghĩ rằng mình vĩ đại vì mình ăn chay. Ăn chay thì sao? Ý tôi là thuần chay, có gì hay đâu. Ăn chay chỉ tốt vì quý vị có lòng từ bi. Nếu quý vị không có lòng từ bi đối với tôi, đối với bạn của quý vị, thì quý vị có thể từ bi đối với ai? Việc thiện bắt đầu tại nhà, phải không? Ăn chay, thuần chay và ngồi ngủ mỗi ngày vài giờ. Đó không là gì cả. Điều đó chưa làm quý vị trở thành thánh nhân. Còn dung, dung đất thậm chí không ăn chay. Nó không ăn gì cả, nó chỉ ăn đất. Dung đất không làm hại ai, không làm hại cây cối, không hại loài vật hay gì cả. Còn liều mạng sống bò sâu dưới lòng đất để mang thức ăn đến cho chúng ta. Dung đất đánh liều mạng sống bé nhỏ, không được bảo vệ, không tự vệ được để đào đất, làm cho đất xốp, nhờ đó chúng ta có thể canh tác. Và dung có thể chết bất cứ lúc nào dưới cái cuốc của người nông dân. Dưới bước chân chúng ta dẫm lên, bởi đàn kiến có thể đến đốt rụi thân thể dung bằng vòi kiến, hoặc đàn ong, hoặc con gì đó. Cho nên nếu quý vị ăn chay hoặc thuần chay, rồi ngồi vài giờ buông thả và ngủ gà ngủ gật, quý vị không là gì cả. Đừng quá kiêu hãnh, đừng nuôi dưỡng ngã chấp của mình đến mức này. Quý vị phải thận trọng, hãy theo dõi chính mình như thể sinh mạng của mình tùy thuộc vào đó. Đừng theo dõi tôi, đừng theo dõi người bên cạnh, đừng theo dõi những đồng tu khác, hãy theo dõi chính mình. Mỗi ngày quý vị phải kiểm điểm xem ngã chấp của mình còn ở đó hay nó đã tăng trưởng lớn hơn bình thường. Làm ơn kiểm điểm chính mình. Đừng quá kiêu hãnh về bản thân, quý vị không là gì cả, thật vậy, chỉ vì quý vị ăn chay. Mấy con bò cũng ăn chay cả ngày từ lúc mới sinh ra. Bò thậm chí không ăn chay mà chỉ ăn cỏ. Dung đất, tôi nói với quý vị rồi. Nó làm việc rất siêng năng. Không có dung đất, nhiều nơi không canh tác được, không thể trồng rau cho quý vị ăn. Và mấy con ong nhỏ cũng tạo thức ăn cho chúng ta, làm cho mọi cây cỏ mọc cho thích hợp. Thậm chí ngày nay, thí dụ như một số nông dân cũng có thể thụ phấn bằng tay, nhưng họ thậm chí mang ong vào để thụ phấn, vì ong thụ phấn tốt hơn. Họ thừa nhận điều đó như vậy. Trái cây do ong thụ phấn thì tốt hơn nhiều so với trái cây do người thụ phấn bằng tay. Cho nên thiên nhiên lúc nào cũng là tốt nhất. Và những con ong nhỏ, họ là công nhân cho chúng ta. Con dung nhỏ mà chúng ta xem thường, không thể lên tiếng cho bản thân, không thể tự vệ bản thân là ân nhân của con người, loài vật và địa cầu này. Nhưng dung đất không bao giờ cho rằng chúng to tát hay vĩ đại gì cả. Mặt trời không bao giờ tự hào về sự vĩ đại của mình. Mặt trăng cũng là cứu tinh của địa cầu. Nếu mặt trăng ở xa hơn quỹ đạo, xa hơn vị trí hiện tại, thì chúng ta không có mặt ở đây. Chúng ta không thể tồn tại. Mọi thứ nương dựa vào những yếu tố đó để chúng ta sống được ở đây, có được cuộc sống tốt đẹp. Và rồi chúng ta lại ngược đãi địa cầu. Và thậm chí vào đây, có được một minh sư cố gắng giảng dạy quý vị hết sức tận tụy suốt bao năm qua, quý vị vẫn không học được gì cả. Thật sự đáng tiếc, thật xấu hổ. Nếu ngã chấp quá cao. Nếu ngã chấp quá cao thì đẳng cấp sẽ rất thấp, chắc chắn là như vậy. Không bao giờ có ngoại lệ là quý vị có nhiều ngã chấp mà cùng lúc có đẳng cấp cao. Không, tôi thấy rồi. Thấy chuyện đó rồi. Nếu năng lực khẳng định của họ rất thấp và ngã chấp lại cao,
Dù họ có khẳng định nhưng thấp như là ở biên giới, thì năng lực phủ định vẫn có thể ảnh hưởng họ. Có thể không phải 24 tiếng, nhưng bất cứ khi nào họ muốn hoặc bất cứ khi nào có cơ hội để cản trở sự tu hành của họ. Nhưng nói với ngã chấp thì cũng giống như nói với cây tre chết ở đây. Chuyện là vậy. Họ thậm chí cũng không nghĩ là họ có ngã chấp. Đó mới là vấn đề. Nhưng nếu có ngã chấp đi nữa, thì quý vị phải cầu nguyện, cầu xin thiên đàng. Cầu xin tất cả vị thần và nữ thần, các vị bảo hộ và lực lượng minh sư. Xin giúp con xóa bỏ ngã chấp. Xin giúp con khiêm tốn hơn, vô vị kỷ hơn. Không nhất thiết vì mình muốn lên cao hơn, nhưng sẽ rất tốt nếu trở nên vô vị kỷ và khiêm tốn. Rồi mọi người sẽ thích quý vị. Khi người ta thích mình, đó có nghĩa là quý vị sẽ có bầu không khí vui vẻ. Khi có bầu không khí vui vẻ, thì mọi việc sẽ trôi chảy đối với mọi người. Họ sẽ không cảm thấy có cái gai trong tim do sự hiện diện của quý vị, do hành vi sai trái của quý vị, do thái độ gây hấn hay tâm lý tranh chấp của quý vị. Đó cũng là một cách phục vụ nhân loại và tất cả chúng sinh nếu mình vô vị kỷ và không ngã chấp. Thậm chí tôi lúc nào cũng phải tự kiểm mình và hỏi, ta có còn ngã chấp không? Tôi hỏi và thỉnh thoảng kiểm tra lại cho chắc. Tôi nói với thiên đàng, nếu có bao giờ tôi làm hại bất kỳ chúng sinh nào vô tình hay không, xin bù đắp cho họ. Hãy lấy điểm từ tài khoản tâm linh của tôi để chuyển cho họ, tùy vào công đức họ có được và nhiều hơn thế nữa. Đôi lúc tôi có thể tính toán, chẳng hạn, một con kiến tôi được phép cho 20 điểm, nhưng có thể tôi cho 30 điểm, thí dụ vậy. Tôi không thể cho thêm, dù là tôi muốn. Thiên đàng giữ danh sách mỗi chúng sinh có thể được bao nhiêu điểm từ việc gì. Thậm chí nếu minh sư vô tình giẫm lên họ, thì cũng không thể cho quá vì sự tiến hóa của họ. Thí dụ vậy. Bởi nếu mình cho quá nhiều, giả sử họ đang từ là kiến, họ lẽ ra sẽ trở thành ruồi. Nếu quý vị cho nhiều quá, họ đứng giữa không biết phải làm sao. Hoặc có thể con ruồi quá mập, quá lớn, mà cánh thì quá nhỏ, không thể bay được. Sự tiến hóa của họ phải ăn khớp với từng bậc trong vũ trụ. Ý tôi là tôi tự kiểm bản thân xem có phải là từ ngã chấp của tôi hay là điều gì khác. Thậm chí nếu có biết đi nữa, tôi vẫn kiểm tra. Đó là cách chúng ta sống. Lúc nào chúng ta cũng phải khiêm tốn hướng nội, tự kiểm thảo bản thân xem liệu đó có thật sự là do ngã chấp hay không. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng do nhân quả nữa. Nhưng ngã chấp cũng là thứ rất xấu để mang theo bên mình. Xấu đối với tất cả mọi người, không riêng gì với quý vị. Ngã chấp thật sự là một chướng ngại cho sự tiến bộ tâm linh và là cái gai đâm vào chân của mọi người chung quanh. Ngã chấp gây rất nhiều thiệt hại, rất nhiều rắc rối. Tất cả đều do ngã chấp. Thế giới thật sự ngột ngạt, thật sự ngột ngạt. Không phải lỗi của quý vị, không phải lỗi của ai cả. Có quá nhiều ngã chấp. Trong mắt tôi ai cũng là Phật, nhưng họ bị ngã chấp cản trở và họ không biết mình là Phật. Họ không nhận ra và còn ngăn trở người khác không thấy Phật tánh của họ. Đối phó với ngã chấp rất khó. Làm việc với những người này rất mệt mỏi. Thế giới là như vậy. Ngay cả những người khai ngộ cũng không thể buông bỏ ngã chấp. Họ khai ngộ được một chút thì ngã chấp chặn họ lại ở đó, nên họ không thể lên cảnh giới cao hơn. Họ dựa vào tài năng và kiến thức đã học, rồi cảm thấy mình vĩ đại. Bởi vậy họ không thể nhận thức được sự vĩ đại thật sự của họ. Chúng ta thật sự vĩ đại, nhưng sự vĩ đại này không giống như sự vĩ đại mà quý vị tưởng tượng. Hiểu không? Cái gọi là vĩ đại mà quý vị nghĩ là mình đang có thì không phải là sự vĩ đại đích thực. Chúng ta thật sự vĩ đại, thật sự vĩ đại. Thật đáng tiếc. Thật đáng tiếc là kho tàng thì không tìm, mà lại đi tìm 1, 2, 3 đồng tiền lẻ và cảm thấy tự hào về chính mình. Tôi tìm thấy 2 xu nhân dân tệ.
Tôi tìm thấy 2 xu nhân dân tệ, tôi vĩ đại quá. Nhưng họ bỏ lại đằng sau nhiều kim cương, mã não, trân châu, lục ngọc, đá quý. Họ quên đi kho tàng bởi vì họ quá bận rộn đi tìm 1-2 hào tiền lẻ. Vô cùng đáng tiếc, cả thế giới thật đáng thương. Quý vị đã khai ngộ đôi chút mà vẫn còn như vậy, nói chi người bên ngoài, họ thật đáng thương. Thỉnh thoảng họ câu thông với bản ngã và làm một chút việc thiện, nhưng hôm sau họ lại khác đi. Đẳng cấp của họ rớt xuống và họ lại tách rời khỏi chân ngã của họ. Họ cứ trở đi trở lại như thế, cho nên mỗi ngày họ đều khác. Vì mỗi ngày phải đối phó với những người tính tình không nhất quán khiến chúng ta mệt mỏi, hiểu không? Chúng ta không thể làm gì về điều đó. Hãy tha thứ cho họ, tha thứ. Tha thứ cho họ, nhưng tránh xa ra một chút. Giữ khoảng cách trước, rồi tha thứ cho họ. Nói quý vị nghe, không phải chúng ta không tha thứ cho người khác, chỉ là chúng ta rất mệt mỏi. Ngày nào họ cũng phạm lỗi lầm như nhau. Một số người không thay đổi bản tánh, hiểu không? Họ càng già thì càng khó thay đổi. Khi tự họ không thay đổi, họ gây rắc rối cho chính họ và người khác. Bởi vậy thế giới mới đầy đau khổ. Vốn dĩ không ai làm mình khổ, chỉ là ngã chấp gây rắc rối cho mình. Ngã chấp của người khác cũng gây rắc rối. Ngã chấp của con người luôn tranh đấu với nhau. Tất cả đều vì ngã chấp, hiểu không? Tôi biết nhiều hơn, ý kiến của tôi hay hơn, anh thì biết gì chứ? Rồi người khác sẽ nói tôi hay hơn, tôi hay hơn. Cả hai đều bám vào ý kiến riêng của họ và cho là mình hay hơn, cho nên họ tranh chấp với nhau, lãng phí thời giờ và sức lực, đồng thời khiến cho người khác kiệt sức. Quý vị hiểu ý tôi không? Ngã chấp bắt đầu từ đâu? Đa số con người hay bị mờ mắt bởi những tiện nghi của cải vật chất nên họ không muốn nhìn xa. Vì tình cảnh thế giới này là vậy, nó khiến cho con người như vậy, chứ họ không có sinh ra như vậy. Đa số họ sinh ra từ những nơi huy hoàng, rực rỡ. Khi đến đây, họ bị ma vương làm họ phải phấn đấu cho cuộc sống, nên họ chỉ có nghĩ tới tiền tài, vàng bạc, thêm tiện nghi, thêm vinh quang và sống thoải mái hơn. Làm việc ngày đêm như vậy mà vẫn không đủ tiêu dùng, thật là khổ cho họ. Vậy thì họ làm sao quên được nhu cầu sinh sống? Chỉ có thể nghĩ tới ngày mai ăn làm sao, ngày mai có thêm nữa hay hàng xóm có xe tốt hơn. Đủ thứ chuyện chung quanh làm cho họ nghĩ như vậy, rồi từ từ nó trở thành giống như bản tánh của họ. Rồi họ nhận diện họ là như vậy, và từ đó cái ta mới sinh ra. Rồi một khi họ có được tất cả những thứ mà họ cho là vinh quang, thì lúc đó cái ngã trở thành ngục tù vững chắc, không đập bể được nữa. Ta đã kiếm được những thứ này, ta đã thành công, ta vĩ đại, ta khôn ngoan, ta là một nhà kinh doanh tài ba. Thấy tôi nuôi nổi 5 người của gia đình tôi không? Tôi còn nhiều hơn để cho hàng xóm hay cho nạn nhân thiên tai, bất cứ gì. Sau đó, cái ngã càng ngày càng cái vương miện lớn hơn, địa vị càng ngày càng cao. Rồi không ai nói gì được với người đó nữa. Tha thứ cho mình và cố gắng trở lại. Những người tâm đơn thuần dễ câu thông với Thượng Đế hơn bởi vì họ không có quá nhiều tư tưởng, quá nhiều sự so sánh hay quá nhiều kiến thức phải khắc phục. Những người trí thức hay đôi khi những người thành công hơn thường phức tạp hơn vì họ phải mưu cầu trong lĩnh vực này để thành công. Thí dụ như vậy. Cho nên họ quen suy nghĩ phân tích lợi hại được thua thành bại. Nếu tôi ngồi thiền, Thượng Đế sẽ cho tôi những gì? Tôi sẽ thu hoạch được gì? Làm như thế có đáng không? Quý vị biết đó, thời giờ là tiền bạc mà. Chẳng hạn như vậy. Rồi trong tiềm thức, chúng ta đã tự cản trở mình trên con đường đi lên thiên đàng. Đó chúng ta gọi là ngã chấp. Thật ra thì không có. Thí dụ, nhiều đứa bé lớn lên trong một gia đình thường bị đánh đập. Khi lớn lên, thường hay trở thành tội phạm. Bởi vì lúc nhỏ không được ai quan tâm đến, nên khi lớn lên, chúng cũng không thương ai cả.
Chúng chỉ biết dùng bạo lực, dùng quả đấm hay bất cứ võ lực gì có được để chiến thắng kẻ thù, để trở thành kẻ mạnh hơn. Phần đông chúng không dễ thương và rất khó cho chúng ta thay đổi điều đó. Quý vị sẽ nói đó là ngã chấp của chúng, nhưng sư phụ cho đó là thói quen khiến chúng phản ứng như vậy. Khi chúng ta nói thói quen không những dễ hiểu hơn là ngã chấp, mà như vậy cũng dễ nắm được và sửa đổi hơn. Ngã chấp nghe rùng mình quá, giống như là một thực thể mà chúng ta phải vất vả với nó. Thật ra không khó khăn như vậy. Ngay cả việc đánh răng, nhiều người không đánh răng mỗi ngày 3 lần vì họ không có thói quen này và họ cũng không muốn thay đổi. Lúc nhỏ, sư phụ cũng không mỗi ngày đánh răng 3 lần, nhưng khi lớn lên sư phụ biết như vậy sẽ hư răng, sư phụ lại thích đẹp. Từ đó sư phụ ý thức được sự quan trọng của thói quen này, cho nên kể từ đó sau khi ăn cơm, sư phụ đều đánh răng. Vậy đó, chỉ là thói quen thôi nhé. Cho nên hãy tha thứ cho mình và cố sửa đổi. Trích lời của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các bản tin và các bài giảng trên truyền hình Vô Thượng Sư.